Xin chào các bạn đã quay lại với khóa học HTML và CSS Online tại học web 113.com. Và video này là video thứ hai của cái loạt bài chuyển layout từ PHP sang HTML và CSS. Thì ở ngày trước thì chúng ta kết thúc cái việc xây dựng một cấu trúc HTML từ một cái bản PHP có sẵn. Và ở video này thì chúng ta sẽ đi làm nốt hai công việc còn lại, chính là cột CSS hoàn thiện và kiểm tra cái việc APC cho cái phần cột đấy. Rồi trước khi làm việc thì chúng ta sẽ xem lại cái thành quả của ngày hôm trước của chúng ta đã hoàn thành. Thì đây chính là cái giao diện ngày hôm trước mà chúng ta đã build lên cái HTML từ cái file PHP như sau. Rồi thì để bắt đầu viết code CSS cho nó thì đầu tiên chúng ta phải mở cái trình editor Sublime Text lên. Để viết phần CSS thì chúng ta sẽ tạo một cái file, một cái folder CSS để chứa tất cả những file CSS của mình. Thì trước khi CSS thì mình giới thiệu cho các bạn một file reset ở đây, file reset.css. Khi các bạn mà đã tiếp xúc nhiều về cái việc cắt HTML CSS thì các bạn sẽ nghe đến cái thuật ngữ reset này. Thì khái niệm của reset file reset.css là gì? Là mỗi trình duyệt thì chúng sẽ quy định cho các thẻ HTML ấy, thì những cái giá trị mặc định khác nhau. Đấy, vì vậy nên có thể là có trường hợp là một cái giao diện chạy trên Chrome rất tốt nhưng mà đưa qua Firefox thì nó lại bị lỗi, nó bị lật giao diện chẳng hạn. Đấy, thì vì những chế độ, những cái giá trị mặc định của nó là khác nhau. Như nào? Vì thế nên để cho tất cả các trình duyệt đều hiển thị xuất phát từ chung một cái hiện trạng bắt đầu thì nó xin ra một file CSS như thế này. Thì thông qua file CSS này thì nó sẽ reset tất cả cái thuộc tính Begin, Margin, Border, Outline, tất cả. Đấy chưa? Nó về không. Và tiếp theo nữa là phần ULLI. OL, UL. Đấy, unordered list hoặc là ordered list thì tất cả những cái kiểu danh sách này thì cái phần list style thì cũng chuyển về none. Đấy, ngoài ra còn một cái đó là hai nữa là chúng ta trong này có file clip fit. Đấy, thông qua clip fit này thì chúng ta sử dụng cái này để tránh việc sập độ cao của các div khi mà các div bên trong nó sử dụng thuộc tính float. Và cái cuối cùng là một cái thuộc tính border box size, một cái thuộc tính rất là hay trong set 3 để cho chúng ta có thể là control cái việc đặt các đối tượng trên cùng một một hàng. Mà khi chúng ta tác động vào padding thì nó không bị thay đổi kích thước, được chưa nào? Rồi ok, thì tất nhiên là khi mà các bạn cần khi làm chuyên nghiệp ấy, thì chắc chắn là chúng ta đều phải add cái file reset.css này vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái file HTML. Thì với nguyên tắc thì để tất cả các CSS của mình đều qua được bộ lọc thì cái CSS thì mình để ở phía trên, được import ở phía trên. Đây là reset. Rồi. Đây, thì đây là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là add cái file style CSS này vào. Rồi, thông qua hai thao tác này thì chúng ta đã thêm được file reset vào và tạo được một cái file style để chúng ta sẽ bắt đầu cái việc viết code CSS. Rồi trước khi viết thì chúng ta sẽ quay lại ở phía bên ngoài này, mình xem thử là cái hiện trạng khi chưa có reset và đã có reset nó như thế nào. Mình refresh lại. Rồi hiện tại refresh lại thì chưa ok. Vì sao? Thì mình quay lại trong file HTML này. Thì mình thấy để vào file reset thì chúng ta phải cho qua cái CSS. Đúng không ạ? Cho qua file CSS. Đây, từ file index muốn vào cái file reset này thì phải đi qua folder CSS. Rồi chúng ta sẽ quay lại bên ngoài và refresh lại. Đấy. Thì chúng ta thấy cái hiện trạng khi có file reset vào thì nó hoàn toàn khác, mọi thứ nó được thay đổi và bỏ đi tất cả những cái giá trị về kích thước, padding, margin và border.
và cái thẻ A, những thẻ A, những thẻ thẻ ULLI cũng bỏ đi cái list style. Rồi, ok. Thì công việc chúng ta sẽ bắt đầu ở cái file style này. Chúng ta mở cái file Photoshop lên. Zoom lên. Đấy à, chúng ta tưởng tượng này. Về nguyên tắc để cắt select thì chúng ta sẽ cắt từ ngoài vào trong và từ sau lên trước, để cho nào từ sau lên trước, từ ngoài vào trong, sau tới trước và từ ngoài vào trong. Đấy, ngoài vào trong là gì? Ví dụ mình cắt header thì mình sẽ cắt cái điểm to này trước, đúng không? Tạo điểm to này trước, rồi sau đấy mình sẽ đi vào tiệm cận từng phần nhỏ trong này, đấy như nào. Hoặc là từ sau ra trước thì mình, ví dụ ở đây thằng bảo bỏ bật, thằng bỏ background này thì nó làm sau thì mình sẽ tạo trước, và sau đấy mình sẽ đi lên, đi dần lên cái lớp ở phía trên. Rồi ok, thì mình tưởng tượng như thế này. Công việc đầu tiên chúng ta cần làm là phải lấy mã màu. Lấy mã màu của background nền, đúng không nào? Background nền. Và background này nền này mình sẽ áp dụng cho toàn bộ của khung web của mình. Cho nó vào cái body hoặc là cho nó vào cái ID của wrapper. Đấy. Và phần header này, phần content và phần footer là những cái phần nó đè lên cái background đấy, thì các bạn không thể thấy được cái phần bên sau nữa nhá. Thì chúng ta sẽ thực hành ID Grab, bắt đầu là Grab. Ok, từ đấy mình cần một cái background, cái màu thăng. Ok, rồi mình quay lại ngoài này. Đấy, thì hiện tại mình đã thấy đấy, cái web mình đã có một background rồi. Tiếp theo nữa, việc chúng ta cần làm là gì? Việc chúng ta cần làm là phần header này. Nào, phần header. Header chúng ta có một cái background đúng không? Header, footer thì chúng ta có cùng một cái background. Chúng ta đã lấy màu rồi. Thì chúng ta sẽ lấy cái màu này đi tô cho header và footer. Một cái ID là header, phải một ID là footer. Background chấm tăng. Ok. Header, footer. Đây, như các bạn thấy thì header và footer đã có màu rồi. Tiếp theo nữa chúng ta cần làm là chúng ta phải cân chỉnh cho nó cân giữa. Ví dụ ở đây cái phần này nó phải cân giữa, đúng không? Và phần trên này nó cân giữa. Thì chúng ta phát hiện một điều ấy là phần header, cái phần nội dung này, tuy là phần background nó phun ra nhưng phần nội dung nó cũng được cân giữa. Và ở đây nó nằm trên cùng một cái trục. Nó nằm trên cùng một cái trục này. Đây là phần nội dung nó nằm trong cái trục này. Đấy, để xem thử kích thước của cái vùng bao quanh nội dung là bao nhiêu thì mình nhấn F8. Đây. Width 1180 là cái này là độ rộng của nó. Lúc đầu mình set là 1200 đấy, có thể là khi mình tạo cái vùng tròn nó chưa chính xác, nhưng độ rộng của nó là 1200 pixel. Rồi. Từ khi chúng ta đã phát hiện được thế thì để cho nó cân giữa như thế này thì cách thông thường mà nếu như bạn mà chưa áp dụng linh hoạt CSS thì các bạn tạo một cái div bao quanh cái phần nội dung và cho nó cân giữa đằng nào. Dưới này cũng có một cái div là content rồi, cũng cho nó cân giữa, và dưới này cũng cho nó cân giữa. Dưới này cũng thế, mình tạo một div có rộng 1200 và cân giữa. Thì các bạn đang lặp đi lặp lại 4 lần, được chưa? 4 lần cái việc width 1200 và cân giữa. Thì thay vì như thế thì mình tạo một class chung nhằm mục đích riêng là thằng nào cần cân giữa và width 1220 thì mình cho vào cái div đấy. Rồi, giờ đây mình tạo một cái div có class là wrapper inner. Đấy, cái nhiệm vụ của thằng này là cho những cái đối tượng mình cần là có width 1200 pixel và margin 0 pixel auto. Rồi, giờ chúng ta chỉ cần đưa cái div này
đưa cái deployment này cho vào tất cả những cái đối tượng mà mình muốn nó kênh dựa và có quýt 1220. Đấy, header cái này là full rồi đúng không? Nhưng cái phần ở giữa này, những cái phần ở giữa này nó cần phải kênh dựa. Thì công việc chúng ta rất đơn giản, có div mình tạo một cái div có class này. Đấy, ok, cho thằng này vào thì tí nó chạy thì cái phần này được cần rửa. Tiếp theo thì ở phần content của mình cũng cần cần rửa đúng không? Đấy, cần cần rửa thì mình cho grabber inner. Ok, phần footer của mình. Đấy, footer, footer thì top mình để ý này, ở top là nó full width đúng không, ở bottom thì nó full width. Đấy thì mình không thể cho vào cái thằng top id bằng top và id bằng copyright được, thì khi thế nó sẽ cắt cái phần background phía bên ngoài đi, mà mình phải cho nó lồng vào trong cái div đấy. Đấy chưa, thằng nào full width thì cái div mà mình cho background thì nó phải là bên ngoài, và cái phần nội dung thì mình phải cho vào phía trong. Rồi ở cái top này thì phần nội dung ở phía trong cái top thì mình cần cho nó vào. Đây là gì? Wrapper inner. Ok, cho vào đây. Rồi, như nào? Và phần dưới này cũng thế. Ta có một thẻ P là cái thẻ bên ngoài. Bên ngoài. Rồi ở đây mà để làm việc tốt hơn thì có thể mình tạo một cái div có class là copyright. Phía bên ngoài mình di chuyển là một tí nhá, cho nó phía bên ngoài. Và phía bên trong của mình thì mình tạo một cái div là grabber inner để đẩy cái thằng bên trong lại. Và mình cho thằng này vào giữa. Đấy, nếu như các bạn mà muốn không cần thao tác này thì có thể mình start ngay cái này luôn, start lên ngay cái thẻ P. Rồi mình sẽ bỏ ra đi. Thì đấy là cái công việc chúng ta cần làm, chúng ta cần phải cho tất cả đi vào cái phần giao diện như ở bên này. Những thằng nào kênh dựa thì mình cho nó kênh dựa. Thì đây chỉ là cái khung đầu tiên mà chúng ta đã tạo, đã có background từ trên và dưới như nào. Tất nhiên là ở phần copyright mình chưa có, và tất cả đối tượng là đều là kênh giữa rồi và có background rồi. Thì đây là những thao tác đầu tiên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm việc ở thằng header này. Đây như nào, làm việc ở thằng header mình sẽ view select lên rồi mình xem ở phần header này. Nguyên tắc này là mình sẽ làm việc từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong đúng không? Từ ngoài vào trong. Bắt đầu thì mình xuất phát từ trên lề của thằng header, mình kéo xuống một cái đường line. Đây, kéo một số đường line như thế này. Kéo đường line. Mà đường line nó sẽ bao quanh những cái đối tượng nằm phía bên trong. Và cái thao tác kéo này dùng để làm gì? Dùng để các bạn có thể là xác định cái padding cho nó, padding của header. Để top là 30 này. Đấy chưa? Top có độ cao là 30, các bạn để ý nhé. Có width và height. Thì đây là padding top là 30 pixel. Và dưới này là 23 pixel. Đấy. Rồi mình quay qua bên này, mình làm việc. Style header. Đấy. Header padding ở trên 30 pixel, bên phải 0 pixel, bên dưới 23 pixel, bên trái 0 pixel. Ok. Rồi. Mình để ý là cái thằng logo là float left đúng không nào, để cho thằng sau lên. Logo float left và những cái thằng này ấy, thì nó float right. Rồi. Logo một cái ID
Logo, float, lab. Ok. Load lab. Và thằng main menu. Floats, alright. Đấy, thì mình thấy là giờ thằng logo của mình nó đã nằm bên tay trái rồi. Đã nằm bên tay trái. Và thằng menu của mình đã đẩy bên tay phải. Nhưng mình thấy là tí nữa xuống phía dưới thì mình cũng cần phải float left, float right. Thì thay vì làm như thế thì mình cũng tạo luôn cái div. Tạo luôn cái class là float left. Chuyên làm cái việc là float left. Đấy, thì đây nguyên tắc ở bên Bootstrap người ta làm. Như nào? Nguyên tắc người ta là tạo ra một cái thư viện tất cả những cái class cần dùng. Và công việc người dùng là chỉ cần đọc hiểu và cho nó vào đúng cái vị trí mà mình cần style thế thôi. Đây là float rise. Ok nào. Đấy, thì cái thao tác này mình không cần nữa mà mình sẽ đi tìm tất cả những thằng nào mà mình cần float left. Left thì mình cho nó float left mà thằng nào float right thì mình cho nó float right. Class float. Chưa? Đấy, con thằng bên này. Thằng bên này có class float right. Rồi, ok. Như các bạn thấy thì hiện tại nhé, hiện tại logo phía bên này và thằng menu nó nằm ở phía tay phải, nhưng có một điều là thằng background của thằng header này nó đang bị sập. Đấy, nó đang bị sập, nó không thể bao quân tất cả các nội dung của các phần tử phía trong nó được. Cái này nguyên nhân là vì sao? Vì ở đây đang xảy ra cái tình trạng là sập độ cao. Đấy, để mà bỏ cái tình trạng sập độ cao này thì các bạn chỉ cần thêm cái clear fit. Clear fit vào đây. Clear fit vào trước những cái phần tử mà đang sử dụng float là nó hết sập độ cao. Đấy, ok dạ. Thì các bạn đã thấy là chúng ta bắt đầu định hình lên được cái khung của mình rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ quay lại trong này. Nhấn T để lấy cái font chữ ở đây. Đây FFF như thế nào. Rồi mình quay lại, mình code. Thì đầu tiên thì mình đang làm việc với thằng logo đúng không nào? Logo thì có font size là 20, có font là Roboto. Đấy. Đấy. Cái này bỏ đi. Font size là 20 pixel. Fonts family Roboto. Roboto này tí nữa mình sẽ add vào sau. Và trong cái phần header này mình xem thử thấy bên này có màu gì. Đấy, nó màu ép luôn. Nó là ép luôn thì để nhanh chóng cho nó màu trắng. Màu trắng thì tất cả những thẻ nằm trong header thì mình cho nó color FFF. Ok. Rồi phòng Roboto nhá. Rồi cái này là tất cả những cái tất trong mình là sử dụng phòng Roboto, thì tí nữa mình sẽ cho vào cái phần body sau. Font size 20, phần menu là UL. Rồi, ULLI. Quay lại. Đây các bạn thấy chưa? Giờ để cho tất cả những cái thằng này nó cùng nằm lên một hàng thì mình sử dụng cái float left cho từng cái LI của cái UL này. Đấy chưa? Khi các bạn float left cái thì tất cả các thằng này nó đã cho lên một hàng rồi. Và công việc chúng ta sẽ sử dụng cái padding, xác định cái padding cho nó. Các bạn sẽ quay lại bên này.
Quay lại bên này mình xác định cái padding. Rồi. Padding nha. Rồi mình thấy ở đây là gì? Hai thằng này nó cách nhau 28 pixel. Và cách phía bên trên là cho 8 pixel. Rồi. Giờ mình làm việc padding nè. Padding sẽ làm việc ở thằng A này. Padding trên dưới 8 pixel và trái phải 15 pixel. Quay lại mình xem kết quả. Rồi, ok chưa? Các bạn đã thấy nó đã hiển thị lên ok rồi. Cái phần text ở menu thì nó in hoa đúng không? Text nó in hoa. Text decoration. Text transform. Uppercase. Rồi. Và mình kèm xem thử là nó cái font size của nó là bao nhiêu. Font size 14. Thì mình sẽ tải cho thằng A này. Font size 14 pixel. Rồi. Đấy. Thì giờ để mình thêm cái font vào cho hệ thống mình cho nó đẹp luôn thì các bạn vui lòng lên Google. Rồi font Roboto. Click vào đây. Kéo về dưới. Đây là cái bộ font của Google tự tự design lên. Thì cái font này thực hiện để chủ yếu là viết nội dung ở trong Google. Thì ở đây nó cũng share luôn để cho mình có thể sử dụng. Mình sử dụng cái loại font nào thì mình cứ tích vào. Tích vào và mình sử dụng. Đây, thì sau khi xong, sau khi mình click xong, chọn xong thì nó hiển thị cho mình một cái đoạn code để mình có thể đưa vào trong web của mình. Mình copy và cho nó vào trên này. Đấy, thì ở đây nó đang còn lấy cái phần Google về để sử dụng. Đây là cái thứ nhất, hoặc cái thứ hai thì mình có thể download cái này về. Đấy, download cái này về mình cài phong vào thông qua phong face của CS3. Mình quay lại đây, mình refresh lại. Đấy, thì hiện tại nó đang ở phong cũ đúng không? Vì sao? Vì chúng ta chưa tạo phong cho nó. Body thì mình có font family. Đó, đây là Roboto. Refresh lại. Đấy thì hiện tại sau khi refresh thì mình thấy tất cả những cái thông tin trên web đã chuyển về cái dạng font Roboto rồi. Rồi. Ok. Thì phần header của chúng ta đã kết thúc rồi đúng không? Phần menu, phần logo và bên này là phần menu. Đại diện là một dòng và tất cả kích thước đã ok rồi. Chúng ta đi về phía bên dưới, chúng ta làm việc ở phần phần content này. Mình quay lại trong file thiết kế. Mình thấy ở phần content này có background trắng và nó kết ở phần top và border một cái khoảng, cái phần header và footer một cái khoảng có độ cao là 20 pixel. Được chưa nào? Đấy, thì giờ mình quay ra bên này. Phần content là chính là phần này là phần của mình. Ở đây cái hai của nó đang hai auto nhá. Giờ mình sử dụng cái thuộc tính là margin ở trên dưới 20 pixel, trái phải 0 pixel. Rồi, ở đây là mình đang còn sử dụng chung vào clip content này. Sử dụng chung vào clip content. Thì mình cần phải thay đổi một tí.
Margin top 20 pixel. Đấy. Margin bottom 20 pixel. Vì sao? Vì cái này, grabber inner này thì nó đã có margin trái phải rồi, auto rồi, thì mình chỉ cần tác động vào thằng top và bottom thôi. Và tiếp theo thì chúng ta có một cái background, cái màu FFF. Đấy, FFF đúng không nào? Chưa rồi. Mình quay lại bên file thiết kế. Mình thấy là gì? Cái phần nội dung bên dưới ấy, thì nó sẽ cách hai bên và trên dưới ấy, một cái khoảng. Đấy. Mình sẽ kéo xuống này chưa? Kéo xuống. Cách phía bên trên và bên tay trái là 60 và 50 này. Cách bên tay phải là, bên tay trái là 60 pixel, phía trên là 50 pixel. Ở phía dưới cũng như thế. Chúng ta sẽ quay lại bên này. Quay lại cái phần phần viết line này. Để cắt lê và đẩy nội dung vào, nhưng mà cái background nó vẫn giữ nguyên, chúng ta sử dụng cái thuộc tính padding. Padding phía trên dưới là 50 pixel. Đấy. Phía trái phải là 60 pixel. Được chưa? Đấy. Sau khi thực hiện cái thuộc tính margin padding, chúng ta đã có một cái phần content ở giữa cũng khá chỉ là chuẩn này. Và mình chỉ cần copy thằng này vào và áp dụng cho cái selector là content. Style content. Comment lại. Đấy nào. Ở đây là một một cái ID. Đấy. Refresh lại. Đấy thì nó đã giữ nguyên cái reset cho mình rồi, nó nằm giữa rồi. Vấn đề tiếp theo, mình đi xem thử thằng header này nó cách một khoảng cách bao nhiêu. Đấy, hiện tại nó đang còn cách ở phía dưới này. Một cái đoạn khoảng tầm 20 pixel. Rồi thì mình làm việc. Và mình thấy một điều đấy, ở đây cái phần này cân giữa, ở thằng này cân giữa, đấy chứ, cái này cân giữa luôn. Rồi. Thì để cân giữa những đối tượng này thì mình sử dụng thuộc tính text align center. Rồi. Mà để cái việc không để tránh cái việc mà mình style cái cân giữa lặp đi lặp lại ở nhiều nơi thì mình tạo luôn một cái class ở đây là text center. Thì cái này chuyên làm cái nhiệm vụ là text align center. Rồi. Thì cái phần nào cần cân giữa thì mình cứ cho thằng này vào thôi. Rất là ok. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tải cho cái title page của mình. Content chấm title page. Title page. Mình xem nó font size bao nhiêu. Font size 20. Đây nó cách phía bên dưới là 20 pixel nữa. Font size 20 pixel và margin bottom 20 pixel. Rồi. Mình quay lại mình xem. Đấy chưa? Đấy nó đã cách bên dưới rồi. Giờ công việc cuối cùng của mình là cho nó kén giữa là ok. Để kén giữa thì mình quay lại phía bên giao diện. Mình cho nó class là text center. Đấy, ok. Và mình thấy ở phía dưới cái phần hình ảnh cũng cần rửa luôn thì mình cho cái hình ảnh này vào. Cho cái class này vào. Touch center. Rồi, refresh. Đấy, chúng ta thấy thằng này đã cần rửa cho mình. Đúng không? Đã rửa rồi thì ok. Chúng ta đi làm việc tiếp với thằng img này. Rồi, hiện tại thằng img này mình đang sử dụng span này, cái này mình cho vào thẻ div nhá. Div div thì nó có display block thì nó full ra luôn. Đấy, cho div vào. Đấy, sau khi cho div vào cái thì nó áp dụng luôn cái text align center của mình. Thế nào? Và mình xem thử là trong này cũng có những cái gì cần đặc biệt không. Quay lại. Mình thấy ở đây là hình ảnh đã cân giữa rồi, nhưng nó cất ở phía trên một đoạn
tầm 40 pixel. Đấy, phía dưới này dùng cái text thôi. Đấy, mình để ý này, thì nó kết ở phía trên ở đây. Đấy, tiện theo like hay thì nó kết ở phía trên một cái đoạn như thế này. Và kết ở phía dưới một cái đoạn. Đấy, kể từ đây xuống. Đấy, thì ở đây mình cho khoảng cách đây là 40, trên đây 40. Rồi, mình quay lại bên cái giao diện của mình. Thì để kết những khoảng cách như thế này thì mình áp dụng vào cái div intro image này. Đấy. Padding ở trên dưới 40 pixel, trái phải 0 pixel. Ok giờ thì nó kết phía trên phía dưới. Còn thằng này. Đấy, thằng này ở trong này nó in nghiêng đúng không nào? In nghiêng. In nghiêng thì text font style italic chưa? Và nó kết phía trên một đoạn tầm 20 pixel. Nó padding ở trên dưới 20 pixel. Trái phải 0 pixel. Đấy, thế đấy. Dạ. Các bạn copy cái style này cho vào cái thẻ P của intro. Title page content img intro thẻ p. Đấy, xem thử class đã đúng hay chưa. Intro img img ra ngoài mình xem lại. Đấy, ok rồi. Đây thì phần content của mình là xem như cũng khá ổn. Mình chỉ cần chỉnh một cái nữa là cái layout của nó. Layout của cái web của mình. Trên này. Thường thường thì mình để là 22 pixel. Đấy, sau khi cho là hay vào thì cái web mình có vẻ nó được điều chỉnh ra. Và cái font size chung nữa, mình cần kể một có một điều nữa cần phải giả định cái font size chung. Đây, font size chung là font size 13 pixel thì mình cũng cho vào đây. Và một cái font size 13 pixel thì đáng đó là những cái thao tác line hay và font size này mình sẽ áp dụng, mình phải cho vào trước. Đấy, như nào đấy thì mình thấy mọi thứ nó đã mượt hơn rất là nhiều rồi. Vì khi mặc định thì cái font size của nó là nằm ở cái mức là 16 pixel mặc định. Rồi, thì phần header, phần content ở giữa đã ok rồi, mà bây giờ chúng ta sẽ tiến vào là việc ở phần footer. Phần footer mình thấy là cái phần bên này là nó bên tay phải, à bên tay trái, bên tay phải. Để làm việc, đầu tiên mình quay vào HTML, mình thêm cả hai cái class float right và float left vào. Info context là float right. Left. Bên này là float right. Ok. Rồi. Đấy, khi các bạn float xong cái thì nó đã bị sập độ cao. Sập độ cao thì mình chỉnh sập độ cao, mình cho cái clear fit vào đây. Fit. Rồi. Đấy thì hết sập được chưa? Cũng tương tự như ở phần trên thì chúng ta sẽ làm việc từ từ trong vào ngoài vào trong. Đấy, mình đo một cái khoảng để mình xác định cái padding của thằng H3 này. Đấy. Đây là cái padding của H3. Xem cái padding bao nhiêu. Khoảng 10 pixel, trên dưới 10 pixel. Rồi tiếp theo thì mình đo một cái khoảng nữa để xác định cái padding của thằng top này. Top nó kết phía trên là 38 pixel. Kết phía dưới 63 pixel.
3863. Quay lại trên này. Vào select. Style footer. Rồi. Thì ở đây là gì? Ở đây là footer. Ở đây là top. Chưa? Padding ở trên dưới trên là 38 pixel. Dưới 60 pixel. Rồi. Quay lại. Chưa? Thì nó đã cắt ra rồi. Giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ đi làm việc ở trên trang H3 này. H3 liên hệ ở đây. Thì selector của chúng ta là gì? Là info context và H3 đúng không nào? Thì cái này có một cái padding là trên dưới 10 pixel. Ở trái phải 0 pixel. Đấy, và cái H3 này được áp dụng cả bên trái bên phải nó như nhau luôn. Để làm việc với thằng H3 thì mình quay lại mình xem từ cái màu màu sắc. Đấy, màu sắc ở đây là cũng là màu FFF luôn thì phải. Mình vào đây mình đo, đúng rồi, FFF. Rồi. Giờ cho tất cả những cái thằng trong footer này có cái color FFF. Và tất cả những cái thằng A. Ok, đây màu khác rồi. Rồi, tất cả những cái màu tất cả những cái text ở trong footer trừ thẻ A ra thì nó có màu FFF. Rồi. Mình làm việc cho thằng H3 như lúc nãy. Folder. Folder top H3. Cách viết selector này có thể mình viết đầy đủ như này hoặc là trong này trong footer chỉ có hai thằng H3 thôi thì mình có thể như thế này. Cho H3 nhá. Padding ở trên dưới 10 pixel, trái phải 0 pixel. Rồi tiếp theo mình xem thử cái font size của nó bao nhiêu. Font size 18. Khi làm việc với text thì mình phải lấy cái font size xong font family. Font size family của nó là Roboto rồi. 18 pixel. Rồi cái màu sắc thì nó là một màu trắng rồi. Quay lại mình đi phát. Đấy thì mình thấy hai phần đã ok chưa. Nhưng mình quay lại trong này thì ở đây là cái nét mạnh hơn đúng không. Nét mạnh. Thì ở đây đang regular. Nhưng của mình là đang bị bold. Thì mình điều chỉnh là một tí. Font weight. Normal. Quay lại tại ok nó đã mạnh hơn rồi. Và tiếp theo thì cái phần bên này chúng ta đã cho xuống dòng thì nó đã ok luôn, khoảng cách nó ok luôn. Đấy, chúng ta sẽ làm việc ở phần bên này. Bên tay phải. Bên tay phải của chúng ta là các thẻ A đúng không? Các thẻ A. Và tất cả những thằng này nó được cân đẩy sang bên tay trái. Đẩy sang bên tay phải. Đầu tiên là đi xác định. Đầu tiên đi xác định cái màu text ở đây là màu gì? Màu E3 rồi. Font size 13. 13 chúng là phong chuẩn rồi thì mình không cần phải chỉnh. Rồi, ở đây là gì? List of folder. List. Sao? Rồi, thì trong này LIA color áp dụng cái này. Được chưa? Phong size thì 13 thì chuẩn so với cái phong mình quy định ban đầu rồi. Đấy. Chúng ta còn được công việc nữa là để cho nó cân phía bên tay trái này. Chuyển ra phía bên tay trái. Từ đây mình đã tạo cái div ở đây là text center rồi. Thì mình tạo luôn một cái class là text right. Text align right. Thì bên bootstrap thì các bạn thấy là có text align center, text align right, text align left hoặc là
test online bằng Justify. Đấy, thì bên Bootstrap người ta tạo các lớp plugin như thế này. Thì mình cũng nên sử dụng cách linh hoạt như thế để làm việc nó rất là nhanh. Mình quay lại code HTML để thêm cái class để vào ở cái phần mình muốn. Float. Nhưng cái này là text. Rise. Ok. Chạy xem nào. Đấy, thì chúng ta là đã có là kết quả ngon lành rồi. Ngon lành cần đào. Rồi. Thì công việc cuối cùng chúng ta là ở cái phần copyright nữa rồi. Copyright chúng ta bật lên. Copyright chúng ta bật lên. Nhấn Y để đo màu background rồi chưa? Sau nhấn Y xong thì chúng ta lại xác định cái phần padding. Padding bao nhiêu là đủ? Đấy, padding khoảng tầm 20, trên dưới 20 thôi. Rồi, quay lại. Select. Ra có copy. Padding trên dưới 20 pixel. Trái phải 0 pixel. Và một cái background. Đấy. Xem màu sắc thế nào. Có FFF không? Màu E rồi, E8. Màu đậm hơn. Một color. Background mình chưa hiển thị. Vì sao đây? Vì sao chưa có background? Xem lại nào. Copyright viết liền chứ không phải là viết viết cắt ra đúng không? Đấy. Refresh lại. Copyright. Nhấn SC để bỏ. Đang chọn đi. Copyright là một background này. Mình vào lại select. Đấy, đây mình lại chính xác. Chưa? Thì như các bạn thấy thì chúng ta đã cơ bản là hoàn thành rồi. Hoàn thành cái phần là các setup cho nó. Ở đây mình điều chỉnh cái background, cái padding mà gì. Mình xem tổng độ cao này bao nhiêu nào. Đây là 62 pixel. Mình đi vào này mình xem bao nhiêu để mình điều chỉnh cái padding, có vẻ như nó hơi cao. 56. 62 56 là cách nhau là 8 thì giảm một bên là 4 đúng không? Trên dưới 4. Giảm 4 đi thì còn lại trên dưới là 16 pixel là ok. Đấy, rồi, ok. Đấy, thì đây là một ví dụ rất đơn giản để các bạn tạo một cái giao diện layout trong vòng cái thời gian nó cũng cũng không quá lâu. Mà quan trọng là việc là chúng ta phải phân tích từng phần một và làm cái gì. Và tạo các lớp class gì đấy để cần thiết cho cái việc style nó nhanh hơn. Yeah. Rồi, ok, thì cái bước cuối cùng chúng ta sẽ đi xem thử là cái code của mình có chuẩn về cái passing hay không. Thì các bạn vui lòng vào là validation. Validator về cái passing này, chọn file của mình. Chọn file. Vào process submethod on column phần HTML check đấy, thì ở đây nó đang còn bảo một cái lỗi, nó không có thể p end tag ở cái dòng 278, nó bảo là không tồn tại cái mở thẻ động nhưng mà đã tồn tại cái thẻ mở là line 46 này. Line 46.
46 ở đâu? Rồi, 46. Nó bảo là không tồn tại cái thẻ mở nhưng lại tồn tại cái thẻ đóng. Đúng rồi. Thì đây là mở này, đóng này, thì ở đây thiếu đi cái thẻ mở đúng không? Thẻ mở. Refresh lại. Rồi mình enter. Để mình chọn lại file. Chọn lại file này. Chết. Đấy, hiện tại ở đây thì nó bảo là document check-in complete. Thì nó bảo đã hoàn thành và không có cái lỗi nào hiển thị. Rồi, thì hiện tại thì cái code của mình đã vượt qua cái bộ test của W3C rồi. Rồi mình tiếp theo thì mình đi đi test về CSS cho nó. Đấy cũng không có lỗi luôn đúng không nào? Đấy, còn về đi set thì chắc chắn là nó ok rồi. Thì hiện tại cái website ở cái code của mình đã vượt qua cái bộ test W3C và cái bộ code này thì đủ chuẩn để cho các bạn sử dụng. Rồi ok, xin chào các bạn và hẹn các bạn ở video kế tiếp.